hôm nay khá đông xe làm máy dắt qua đây luôn. Đang làm nồi con Forza 300. Xe này cũng hiếm, mắc hơn mấy 300. Chủ xe nó tới 360 triệu một chiếc. Động cơ nó xài giống cái 300 vậy đó. Còn nó cho 50 này cũng bị rung đầu, bị đầu. Còn 300 này đang rớt đầu lòng ra làm lại cho nó ngon lành. Rớt cho 50 này luôn. Đang mở cái nồi để làm xe đi ốp cái con mở. Rồi zin nó nè, nó dặn lên tới đây nè, nó không có lên đó, tới đây là đúng rồi. Đuông radio nữa. Đòi với khu có liền lọc gió luôn. Thầy xin cam canh lại đồng tiền kêu quá. Mấy chiếc này chưa làm xong quá trời xe. Qua đồng rồi.